ta sẽ mở hộp con Zola soi già, hay thường gọi là sói già. Đây là con cốt gần giống như anh em song sinh với cốt Sarius, với lớp bộ ngoài là Hinoki và hai lớp carbon rất là đầy. Trong lõi là Basa, nó có tốc độ là tầm 95, kiểm soát là 92, trọng lượng trên dưới 86. Cốt soi da này thì là nó có là tốc độ rất là cao. Đấy. Với cái lớp Hinoki ngoài cùng cung cấp cho những cái cú đánh rất là rất xoáy và uy lực trong tất cả các tình huống tấn công hay phòng thủ. Thế sợ thì carbon nằm giữa hai lớp gỗ ngoài, nó gần sát với lớp gỗ ngoài này cùng với lõi để mở rộng cái hồng tâm, cái điểm bóng nó được rộng ra. Đấy. Đây là con cốt được sử dụng bởi cái vận động viên xếp thứ 15 và là người chiến thắng trong cái huy chương đồng tại Thế vận hội Olympic 2016. Đấy. Đây là cũng là một cốt vợt mà đội tuyển Đức, nữ Đức đã sử dụng thi đấu. Các cái tính năng cân bằng của vợt soi da là nó có 5 lớp và công cực kỳ tốt. Đây. Tất cả những cái bên ngoài của nó. Xem. Đây là một cái cốt vợt mà thích hợp với những người mà có lối chơi tấn công. Đấy, tấn công vũ bão. Đấy. Nó tốc độ tương đương và sai hơn nhưng mà kiểm soát tốt hơn sai hơn.